Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, trưởng Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác Đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ công an xã Cự Khê do thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân trong vụ việc tài xế bắt cướp. Cụ thể, Đại úy Nguyễn Văn Lâm, 36 tuổi, cán bộ công an xã Cự Khê, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, ở quận Long Biên, Hà Nội, vật lộn bắt tên cướp bị truy nã, nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Bên cạnh đó, để kịp thời động viên công dân dũng cảm, chiều ngày 17 tháng 5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Minh. Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng tặng giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh Minh. Công an TP Hà Nội cũng xác định còn một công dân tích cực tham gia giúp anh Minh khống chế tội phạm nhưng chưa liên hệ được. Do vậy, Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết người này thì cung cấp thông tin để kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng. Trước đó, Phạm Đặng Sáu, 51 tuổi, quê tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, đối tượng bị truy nã, bắt taxi từ khu vực cầu Trương Dương về quê. Khi đến khu vực đường Silent Co 5 thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Sáu bất ngờ rút dao nhọn mang sẵn đâm vào vùng ngực trái tài xế. Bị đâm bất ngờ vào ngực, anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu và hô hoán bị cướp để người dân hỗ trợ khống chế. Thưa quý vị và các bạn, hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và gây hoang mang lo lắng cho nhiều người. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh, hiện ngành đăng kiểm đang tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bằng việc thành lập mỗi trung tâm đăng kiểm có mỗi ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và giao trách nhiệm cho người đứng đầu. Đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng lơ là phòng chống dịch bệnh, đảm bảo khách tới đăng kiểm xe đảm bảo an toàn. Trung tâm đăng kiểm 2914D tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, trung tâm này đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. Hoạt động phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai. Tại các bàn, điểm làm việc có tiếp xúc với khách hàng đều được trang bị nước sát khuẩn. Và tất nhiên, các đăng kiểm viên, khách hàng tới đăng kiểm phương tiện đều phải đeo khẩu trang. Quán triệt là khách hàng, nhắc nhở khách hàng về việc rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần. Anh em có nhắc nhở tiếp xúc xa và đưa giấy cho khách hàng để báo cáo tình trạng xe khách hàng. Theo trung tâm đăng kiểm 2914D, mỗi ngày tại đây có từ 70 đến 100 phương tiện tới đăng kiểm. Vì thế, hoạt động phòng chống dịch bệnh là đặc biệt quan trọng. Các trường hợp tới đăng kiểm xe đều được lưu lại số điện thoại, hành trình di chuyển để báo cáo lại hàng ngày. Dân vận tải, cho nên đi đường như mọi chỗ là tóm lại là cũng không dám lơ là. Thứ nhất là khẩu trang, thứ hai là giãn cách với người, giữa con người với người nhau cũng đều phải giãn cách, nhưng không như gần như anh em mình đang nói chuyện như này. Đây là hôm nay anh em mình hỏi vấn, bình thường là không gần như này được. Có nhất thiết phải gần thì mới gần, không được thôi. Kiểm soát phòng chống dịch đối với này cán bộ nhân viên trong cái trạm kiểm định ở đây rất là chặt chẽ. Từ quy trình hướng dẫn các lái xe đi vào là đảm bảo rất là nghiêm túc, và cái việc khử trùng, khử khuẩn và các lái xe đều đeo khẩu trang chấp hành đúng cái quy trình khử khuẩn. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn rất là nhiệt tình trong cái hành chính cũng như là giải quyết các cái vấn đề về giấy tờ xe, rồi kiểm định chặt chẽ và bảo đảm an toàn trong quá trình phòng dịch. Tính trung bình, mỗi trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc mỗi ngày đăng kiểm trên 120 phương tiện với số lượng hàng chục ngàn lượt xe. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường như thế này, thì việc chủ động các biện pháp ngăn chặn sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và chính nhân viên đăng kiểm. Đăng kiểm thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là tuyên truyền, vận động và nhắc nhở đối với toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như đăng kiểm viên, yêu cầu khách hàng là sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đối với việc khai báo y tế thì đơn vị cũng đang tiến hành dần và sẽ thực hiện một số cái bước tiếp theo để công tác phòng chống dịch tại trung tâm đạt hiệu quả cùng với ban chỉ đạo của phòng chống xã Bích Hòa để có một số biện pháp hữu hiệu để chống dịch đạt hiệu quả. Có thể thấy rằng
ngành giao thông hiện đang chịu tác động rất nặng nề từ đại dịch COVID-19 và gây ra những hệ lụy chưa biết đến bao giờ mới có thể trở lại bình thường. Trong bối cảnh như vậy, thì việc chủ động phòng chống dịch bệnh chắc chắn sẽ là giải pháp hiệu quả, giảm thiểu các thiệt hại cho ngành cũng như đảm bảo đời sống an sinh cho người lao động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.